5.960. Có đồ ăn rồi. Bạn bay, tao về rồi đây. Ăn cháo. Lại ăn cháo nữa. Ôi, ăn cháo. Em ăn cháo đi. Bà chủ, tôi xin lỗi, tối nay sẽ có tiền mà, chắc chắn có tiền mà. Cậu nói đấy nhá, tôi đừng quên đấy, đừng hòng lừa tôi. Đồ xấu xa, anh Hào, cháo thế nào? Cực kỳ ngon, bốc phét. Mày nấu ngon vậy à? Đừng quên đỉnh. Hoa à, em ăn cháo này, nóng lắm đấy, cẩn thận nhá. Ăn đi. Ăn cháo. Tối nay ngoài công trường không có việc để làm. Hay là đi đánh nhau à? Làm công được 2 đồng, đánh nhau được 30 đồng. 10 lần hết 9 lần có đánh đấm được gì đâu. Còn đến đó hò hét chửi này kia là có tiền rồi. Nếu có lựa chọn khác thì bọn anh đâu có làm trò này. Chít nữa thì anh quên. Tiền đóng học phí. Anh Lạc đến muộn vậy. Bận quá. Ôi, nhan đồng nhỏ nhen lắm. Anh cũng biết mà. Như thế món quà lớn thế này chắc anh ta không nhỏ nhen nữa đâu. Ôi, chịu trời quá. Anh ta nhìn thấy chắc là vui chảy nước miếng. Đi thôi. Anh Lạc, mời anh lên lầu. Đãi sinh nhật ôi mà tổ chức tưng bừng như lễ vía bà thiên hậu. Phải đấy, chị dâu. Anh Lạc đến chúc họ xếp nhan. Lạc à, sao này lên chức cảnh sát trưởng bận rộn quá nhỉ? Cũng bình thường thôi. Cái này tặng cho xếp nhan. Cậu tự nhiên mang vào trong đi, cứ tự nhiên. Được rồi chị. Em gì cô ta còn không thèm nhìn anh. Thì ra ở đây nhiều quá đến mức mở được tiệm vàng luôn. Bộ của tôi không tốn tiền mua à? Vậy để chơi đó đi. Tất nhiên rồi. Còn phải để chỗ nào nhìn rõ một chút. Tránh ra. Ngồi xuống. Sĩ quan Hunter muốn chơi với chúng mày. Đây là của mày. Thằng Hunter đó phải uống say nữa rồi. Bắt đầu chơi đi. Cái này vô thật. Thế nào uống say cũng vậy. Công. Hả? Chết tiệt. Ồ, may quá. Cấp 1. Chung tiền đi, mau lên. Chung tiền. Mấy trăm đồng thôi mà. Của mày đây. Mày cũng có. Ý của sĩ quan Hunter là ai muốn thăng quan tiền trước thì lấy nhiều vào. Bây giờ ai mới là người thắng lớn? Làm gì đấy? Người anh vừa rồi không cần chung tiền à? Anh Lạc, đừng. Anh làm loạn gì đây? Dừng tay. Anh Lạc, dừng tay. Không cơm còng được đâu. Đưa ngài sĩ quan đi rửa mặt. Cậu mới lên trước oai phong quá nhỉ? Dám đánh cả sĩ quan. Không có. Để cậu nắm vịnh tiêu cơ mà đã phát lỗi như vậy. Nếu để cậu nắm luôn khu loan tử, chắc ngay cả tôi cậu cũng dám đánh nhỉ? Xếp nhan, thật xin lỗi, anh Lạc uống say quá. Say rồi thì biến đi, còn để ăn cơm nữa à? Chúng tôi đi đây, xếp sinh nhật vui vẻ. Đi nhảy đầm. Tôi nhảy với anh. Bỏ tôi ra, không sao, tôi không sao hết. Tôi không sao. Lúc nãy không phải tại anh, tôi đã lấy súng bắn nó rồi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Chuyện nhỏ không nhịn được sẽ hỏng chuyện lớn. Anh cứ coi như nhịn tiểu, nhịn cho xong đi. Nhịn được nó, không nhịn được vợ nó. Vâng, đúng vậy, tôi thấy anh cũng muốn cầm súng bắn nó lắm. Chuyện nhỏ không nhịn thì sẽ hỏng chuyện lớn. Anh Lạc, chuyện gì? Tối nay Cường búp bê với Cấu Xám chuẩn bị chơi lớn ở dưới lầu đấy. Cường búp bê dẫn theo đàn em từ Cửu Long qua đây à? Hai bên đã kéo tới hơn 100 người rồi. Thằng cha đó đối với anh như vậy, anh còn giúp nữa à? Anh Lạc, anh có cần rộng rãi như vậy không? Làm xấu mặt nhan đồng, tức là xấu mặt cảnh sát. Mặt mũi chúng ta để đâu nữa, phải không? Bây giờ tôi có một nhiệm vụ nhỏ giao cho anh. Một đám người Trung Quốc đang gây sự bên dưới. Anh xuống dưới đó giải quyết bọn nó cho tôi. Nghe đúng ý tôi rồi đấy. Tôi làm việc thì anh cứ yên tâm. Xong trong vòng một nốt nhạc. Thank you.
đại ca. Hôm nay là sinh nhật Nhan gia, anh bày trò lớn như vậy có sao không? Tao chính là để ông ta biết gấu xám ta mà điên lên thì không phải hạng vừa đâu. Thằng khốn kiếp, mày kiếm ăn ở Cửu Long không đủ à? Còn chạy đến đây cướp trên sân nhà tao. Nhan gia không quản thì tao quản. Đứng lộn phe rồi. Mày cướp chuyện làm ăn của tao ở quan đường Tử Tuyết Sơn, mày muốn giở trò à? Tao chơi lớn với mày, tao đặt làm quan tài luôn rồi, gấu xám. Tụi nó có phải từ đánh nhau không vậy? Nói nhảm nhiều thế. Trong giới giang hồ, nắm đấm thằng nào mạnh thằng đó giành phần lớn. Anh Hào, không phải chúng ta đến đây giả bộ đánh cho có thôi sao? Lần này chơi thật rồi kìa. Từ nay trở đi, luật là do tao đặt. Được, lấy vũ khí đi. Đặt quan tài cái gì? Mày cần gì quan tài? Tao chém mày ra từng khúc rồi còn cho chó ăn. Thằng nào chọi tao vậy? Muốn chọi cũng phải đợi tôi uống xong đã chứ. Chém vào đó cho tao. Anh em, xông lên. Chém cho tao. Siêu mập, hai thằng em của cậu ở bên kia đánh nhau kìa. Cậu còn không ra giúp đỡ bọn chúng à? Nhan gia, anh đừng đùa mà. Anh biết rõ tôi nhìn thấy máu sẽ ngất xỉu mà. Máu tanh quá, có kia chơi thêm hai ván còn vui hơn. Thằng đầu săn nó đánh được gì? Thằng kia, tiểu đệ. Đại ca, chúng ta bị bao vây rồi. Anh đi trước, để em qua đó phản đám cảnh sát lại cho anh. Anh em tôi, đi đi. Thế nào có cảnh sát chống bạo động vậy? Ba. Xử lý bọn chúng. Này, đừng qua đây. Mày ở phe nào? Tao hỏi mày phe nào? Tao hỏi mày ở phe nào? Mày ở phe nào? Tao hỏi mày mà. Tao hỏi mày, mày lại hỏi tao. Phe nào? Nói nhanh. Tao ở phe của gấu xám. Tao là đàn em thân cận của gấu xám. Vinh lăng nhăng. Thằng ngốc kìa, chuyện đã bị mày hại chết rồi. Nó rõ ràng có 30 đồng chỉ đứng nhìn thôi mà. Giờ chơi lớn vậy rồi, làm sao đây? Tao làm sao biết thằng nào chọn cái chai ra chứ? Cùng phe mà. Bịt mũi lại. Bịt mũi. Nằm sấp xuống. Làm tốt lắm. Này, đứng lại, bắt lấy bọn nó. Anh Lạc, thằng cha Hatton nổi điên rồi, có cần đi xem thử không?
Đi xem. Được. Đứng yên. Đứng yên. Đứng yên. Đứng yên. Được rồi, quay lại. Được, đừng có nhúc nhích. Đánh gãy chân bọn nó. Đánh đủ chưa, cầm mồm. Bắt lấy bọn nó, bỏ mất dạy. Dừng tay. Dừng tay. Đó, tôi bảo anh dừng tay. Đứng yên. Bỏ rùi cui xuống. Tôi bảo anh bỏ cái rùi cui xuống. Lùi lại, tôi đã bảo anh sẽ không sao. Đưa về trụ sở chính à, cậu điên à? Đưa về trụ sở chính là chết chắc. Về Vịnh Tiêu Cờ, còn mấy anh em của tôi thì sao? Đương nhiên đi chung rồi. Đi thôi. Anh Lạc, cà phê, bánh bao. Cảm ơn. Tóc mỡ. Anh nhìn đi. Ông công nhỏ như vậy lại có nhiều trứng vàng thế này, đúng là đáng nể thật. Giờ này bọn loai choai được Thuyết Minh đã lên bởi TV hay chém bằng tiền, chúng ta cũng không. Theo ý tôi, nếu để tôi làm chủ, tất cả sẽ theo đường lối hết. Đến khi đó ai cũng được hưởng lợi. Chúng ta cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Anh tin tôi không? Thật hay giả đấy? Thật chứ. Để tôi tính xem. Một tháng gấp 10 lần. 10 tháng thì biến thành trăm. 1 triệu à? Chẳng lẽ 5 triệu? Anh Lạc, đừng có đùa nữa. Đưa tay cho tôi. Là 100 lần của 5 triệu. 500 triệu. Tụi mày sao rồi? Có bị gì không? Không sao. Đánh chết thì thôi. Nghĩa lý gì đâu. Không sao thì tốt. Anh Hào, bọn mình đánh nhau xong vẫn chưa lấy tiền đấy. Đương nhiên phải lấy rồi. Khi nào ra ngoài thì tìm thằng gấu xám đòi tiền. Được. Còn nữa, không được nói cho em trai ta biết việc của ngày hôm nay. Mày cũng biết thằng bé đó rồi. Nói nhiều lắm. Thế nào cũng la lối om sòm. Hiểu rồi. Tóc mỡ. Này anh Chính, đi đại tiện hay gì? Sao lâu vậy? Anh Lạc đang chờ kìa. Có chuyện gì? À, trong đó có mấy cậu người Triều Châu. Anh cũng là người Triều Châu. Người một nhà thì sẽ nói chuyện hơn mà. Anh Lạc, anh cũng là người một nhà mà. Nhưng mà tối hôm qua, tôi lấy súng chỉ vào mặt anh ta. Tôi sợ anh ta giận. Anh giúp tôi đi. Được rồi. Là mấy cậu này à? Người anh em, anh là người Triều Châu. Phải, người nhà cả. Anh, giúp đỡ một chút đi. Vậy anh có nghe được, nói được tiếng Quảng Đông không? Được. Tốt. Đây là anh Lạc, cảnh sát trưởng của chúng tôi. Anh Lạc, anh bên phe gấu xám hay là cầm búp bê? Bọn tôi đến đó đánh nhau thôi. Thầm Vinh lăng nhau nói, đánh thắng thì được 30 đồng, đánh thua thì được 20 đồng. Vinh lăng nhăng là người bên phe gấu xám. Anh đến đây bao lâu rồi? Tôi đến đây cũng được gần 1 năm rồi. Cảm ơn. Anh đánh đấm cũng giỏi đấy. Không, làm gì có chuyện đấy. Anh tên gì? Tôi là Hào. Ngũ Thế Hào. Người đạt Hào. Vậy thì chúng ta là đồng hương. Trùng hợp quá, chúng ta là đồng hương. Này, đồng hương. Đúng, người đạt Hào. Anh à. Anh tên là gì? À, gọi tôi là Chính đi. Dạ, anh Chính. Anh tạo tên Hào, chúng tôi là đồng hương. Anh Lạc, buổi họp báo ký giả sắp bắt đầu rồi. Vâng, biết rồi. Nếu đã là đồng hương, làm xong thủ tục thì thả bọn họ về đi. Như vậy không được. Theo quy định còn thiếu 8 tiếng nữa mới thả được. Tốt lắm. Anh Lạc là phiền rồi. Anh Chính đúng là cứng nhắc mà, không biết luồn lách gì hết. Anh còn chưa đi nữa. Tôi đợi anh. Ồ, cảm ơn đã quan tâm. Ghi lại điện thoại và địa chỉ của anh ta. Dạ rõ, anh Chính. Chúng ta đều là người Triều Châu, mong anh giúp đỡ nhiều. Có việc gì cứ tìm tôi, nhất định. Còn nữa, tôi nói cho các anh nghe, đất Hồng Kông này nhiều cám dỗ, anh làm gì cũng được.
Nhưng tôi nói đừng bao giờ đi làm xã hội đen, không quay lại được đâu. Rõ, rõ rồi ạ. Đói bụng chưa? Muốn ăn gì không? Được đấy, đói là luôn. Được rồi, chờ nhé. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Lũ mà đói, bớt nói đi. Trải qua 7 ngày mai phục, cảnh sát đã bắt được tên hung thủ cưỡng hiếp. Chứng cứ cho thấy tên hung thủ này đã tiến hành hơn 15 vụ cưỡng hiếp tương tự tại khu vực Tiêu Cơ. Thưa sếp, tránh ra. Mở cửa ra. Mở cửa. Mở cửa. Anh Hào. Trời ạ, phiền phức tới rồi. Nghe tao nói, lát nữa bọn mày không ai được nói chuyện, để tao đối phó. Dạ, không sao đâu, biết rồi. Đi mở cửa. Chính nó. Mở cửa ra. Mày còn nhớ tao không? Mày nhớ anh ấy không? Mày nhớ mặt tao không? Mày thích đánh cảnh sát à? Xin lỗi, nó nói gì? Nói tiếng Anh đi. Mày còn nhớ tao không? Tôi không biết nói tiếng Anh. Nói gì? Nói tiếng Anh đi. Alo, alo, xin lỗi. Nó nói xin lỗi, xin lỗi. Nó nói xin lỗi. Được, tao cho mày biết xin lỗi là thế nào. Này, đánh người kìa, dừng tay lại. Hắn kìa, dừng lại, cứu với. Cầm mồm đi. Dừng tay lại. Cảnh sát đánh người, 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 cầm mồm. Đưa cho tao. Dừng lại. Sếp ở đây à? Sếp nên báo trước cho tao một tiếng chứ, không được chụp ảnh. Ra khỏi đây. Lô hàng rồi kìa, còn chưa đi à? Ở đây không có gì để chụp cả. Đi đi. Đúng vậy, để sếp đi trước, tôi sẽ lo mấy người này. Bỏ xuống. Bỏ máy ảnh xuống đi. Mở cửa ra. Ta biết mày muốn chơi trò gì. Mày đừng có đắc ý. Tạm biệt sếp. Tạm biệt mày. Chính. Dạ. Giải quyết vụ này thôi. Được. Vào đây. Có bỏ phim vào không? Có bỏ phim vào không? Là anh mà chúng tôi đừng bỏ vào mà. Vậy là đúng rồi. Chúc mừng các cậu. Mỗi người được 200 đồng tiền lì xì vì hôm nay là sinh nhật tôi. Ra đây lấy. Cảm ơn anh mỡ. Đưa cậu ta đi bệnh viện. Rồi. Tất cả là tại anh. Lúc nãy thả chúng ra là được rồi. Phải làm theo quy tắc chứ. Anh Hào, cứu với. Anh Hào, anh có sao không? Mày, Ngũ Thế Hào. Ngũ Thế Hào, anh đỡ hơn chút nào chưa? Từ từ, xương sườn của anh bị thương rồi, để tôi giúp anh. Cô y tá, ai đưa tôi đến bệnh viện vậy? Anh Lạc đấy. Anh quen thân với anh ấy lắm à? Anh ấy tốt với anh lắm. Anh em của tôi đâu? Họ ở phòng khác. Anh Hào. Mà mày không sao chứ? Không sao. Không sao. Anh Mỡ đến thăm anh này. Anh Mỡ. Anh Mỡ. Chào y tá Tình. Sao rồi, khỏe hơn chút nào chưa? Không sao. Không sao hết. Không vấn đề gì. Anh Lạc bảo tôi đem hai con ba ba đến cho canh làm phí sinh hoạt. Thì sao 500 đồng gọi là ba ba à? Anh Hào, lần này chúng ta phát tài rồi. Đúng vậy, anh Mỡ nói. Anh Lạc sắp xếp cho chúng ta đi theo anh ấy kiếm ăn. Nghỉ ngơi cho tốt. Khi nào khỏe lại thì có cả núi tiền cho cậu kiếm. Anh Lạc muốn chúng tôi giúp anh ấy kiểu gì? Đừng nôn nóng, khi nào khỏe lại cậu sẽ biết thôi. Được rồi, tôi có việc phải đi trước đây. Anh Mỡ, vậy phiền anh giúp chúng tôi. Cảm ơn anh Lạc nhé. Được rồi, anh đi thong thả. Yeah.
Sao cửa mở vậy? Chúng mày là thú à? Phụ nữ mà cũng đạch. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Sao vậy hả bà chủ? Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Chuyện gì hả? Bố của nó ở chỗ của tao thua rất nhiều tiền, tao không tìm được ông ta. Giờ đây là nó trả nợ. Chờ một chút, xưng hô thế nào? Anh mày xưng hô thế nào? Tài thối nát. Anh Tài đúng không? Đây là giày bán thân của bố nó. Đưa tôi xem. Đánh nó. Đừng đánh. Đừng đánh. Đừng đánh, đừng có đánh. Tao theo gấu sáng đấy. Mày cứu được nó lúc này, có cứu được nó cả đời không? Coi cái mặt đần đần của mày kìa. Nó nói nó đi theo gấu xám kìa. Tao sợ quá à. Thế tiền không cần trả hả? Mày có hiểu quy tắc không? Ít nhiều cũng phải trả một chút chứ. Thế bao nhiêu? Thiếu tao 9.700 đồng. 9.700 đồng đúng không? Đưa đây. Tiền anh Lạc đưa đâu? Lấy ra trước đi. Ở đây có 700. Còn thiếu mày 9.000. Chả tao tin mày được. Mày không tin tao chứ gì? Tao cho mày hai con đường để chọn. Một là mày tin tao, hai là tao đánh mày tàn phế luôn. Hiểu chưa? Được. Tao cho mày thời gian một tháng. Đi. Đừng sợ, đừng sợ. Không sao rồi. Robert, tôi phải cố theo đuổi con gái của thống đốc Châu đấy. Anh phải cố theo đuổi. Anh có lên được chức tổng thám trưởng hay không là nhờ việc này đấy. Thằng đó tới đây làm gì? Cậu tới đây làm gì? Ở đây không có chỗ cho cậu tới. Có người mời tôi tới. Bữa tiệc lớn như vậy ai mời cậu tới? Cậu biết thống đốc Châu à? Vâng, cũng gọi là quen biết. Thưa các vị, hoan nghênh. Hoan nghênh. Tại đây, tôi rất vinh hạnh được giới thiệu bạn rất thân của con gái tôi. Cậu ấy là thành viên xuất sắc của cộng đồng. Hơn nữa, người thanh niên trẻ này còn có một tương lai rộng mở. Ông ta nói cái gì đấy? Ông ta nói con gái ông ta năm nay 24 tuổi, thích những quý ông thành công. Chẳng phải đang nói em sao? Bậy bạ. Ông ấy đang giới thiệu con rể tương lai đấy. Ai vậy? Cậu à? Xin mời cảnh sát trưởng Lôi Lạc. Tháng sau, hai đứa chúng nó sẽ đính hôn. Mọi người nhận được thiệp mời thì nhớ đến dự đấy. Sếp, gần đây thằng Lôi Lạc với được con gái thống đốc Châu. Thống đốc Châu giúp nó leo lên ghế tổng thám trưởng không? Nó không có tư cách đó. Tổng bộ London quyết định tạm thời sẽ không bổ nhiệm thêm chức tổng tham trưởng người Hoa. Lúc trước tôi đã tốn biết bao nhiêu tiền. Đừng lo lắng, anh sẽ là ứng cử viên đầu tiên. Nghe này, tôi có một số việc cần bàn với anh. Thám trưởng ở khu Loan Tử vừa qua đời rồi. Cho dù có xảy ra chuyện gì, Lôi Lạc rất cần vị trí này. Thằng đó chỉ biết bám váy đàn bà. Nó muốn làm thám trưởng của cái khu hái ra tiền đó à? Nằm mơ đi. Chỉ có một cách ngăn không cho nó leo lên cái ghế đấy. Chính là anh thay thế vị trí đó. Kiếm chắc ở Chiêm Sa Thủy và Loan Tử cũng na ná nhau. Tuy rằng tôi sống ở Cửu Long, nhưng để trị cái thằng xấu xa này, tôi sẵn sàng chuyển nhà. Cảm ơn sếp. Vậy vị trí thám trưởng trước đó của tôi thì do ai làm? Anh ta sẽ thay thế anh. Nó? Thám trưởng? Hắn đang đi qua kìa. Đúng. Chào. Chào anh, chúng tôi đang nói về anh. Nói về tôi? Thật sao? Vâng, chuyện vui lắm. Ông lại nói xấu sau lưng tôi nữa sao? Ông cũng chả có gì tốt đẹp đâu. Thằng băm váy đàn bà. Mày đừng đắc ý quá sớm. Anh nói cho cẩn thận. Xin lỗi sếp. Lạc, chúng ta bắt đầu đi. Được rồi, tôi xin phép đi. Tránh ra nào. Người nghe em, tôi tìm anh Siêu. Anh Siêu, cái gì thế này? Thối vậy. Sao hả? Đến làm loạn à? Làm gì đấy? Làm gì đấy?
Anh Siêu, anh Siêu, dừng tay, để nó vào đây. Anh Siêu, có gì từ từ nói. Hai anh em của tôi ra trước được không? Mày xem, tao cá độ với bọn nó. Cá câu đầu là mày vào đây, nhất định sẽ nói như vậy. Tao đoán trúng rồi. Mỗi thằng chúng mày đưa tao 100 đồng. Dạ. Thằng anh em của mày, ngày đầu tiên làm việc cho tao, thì ăn trộm trong ngăn kéo của tao, khốn nạn đến mức lấy tiền của tao, đến xong của tao đánh mà. Nếu không phải nó vừa cháy túi thì tao bắt được. Thì sau này tao còn mặt mũi nào làm ăn nữa hả? Tôi xin nhận lỗi với anh. Mày tưởng đập hai chai lên đầu làm hay lắm đấy à? Đàn em của tao ngày nào mày trả đập. Có cần chúng nó biểu diễn cho mày xem không? Đập hai cái chai mà muốn tao thả người thì dễ dàng quá rồi. Vậy đi, gần đây tao đang cần người. Mày muốn thế nào anh Siêu? Tao biết mày đánh đấm rất giỏi, nhưng không biết là thật hay giả. Này, dừng lại, dừng tay. Đánh đấm không phải có quy tắc chứ? Nói rõ một đấm một thì là một đấm một. Đứng lên đi. Đánh nó. Đứng lên đi. Dừng lại. Dừng tay. Ta bảo dừng tay, đủ rồi. Có đánh nữa sao? Anh Siêu, tôi có đủ tư cách không? Sao này mày cứ theo tao kiếm ăn? Tao đảm bảo, mày muốn gái có gái, muốn tiền có tiền, tôi không cần gái. Tôi cần 10 ngàn. Cái gì? Hôm nay tôi lấy của anh 10 ngàn, ngày sau tôi kiếm lại cho anh 100 ngàn. Mày tham lam thật, giống y hệt tao. Tao thích. Nhưng mà mày phải nhớ, đừng có học thằng anh em của mày. Nếu không tao đánh gãy chân mày. Đi. Anh, Không sao. Anh Hảo, mày im đi. Tiểu Uy, mang 9.000 đồng trả cho thằng tài thối nát. Dạ.
bắt đầu kiếm ăn ở thành trại Tổ Long. Thành trại Em xin lỗi anh Hào. Em xin lỗi. Mày làm gì đấy? Mày muốn chết à? Mày có nhớ là trước ăn trộm tiền đi đánh bạc không? Nhớ ạ. Nhớ ạ. Vậy mày còn đánh nữa à? Muốn giúp ở đây cả đời à? Không phải. Bà ngoại sẽ quen của mày đâu. Chẳng phải mày nói muốn xây một căn nhà to cho bà ngoại ở sao? Nhớ cho kỹ đấy. Nhớ rồi ạ. Rõ chưa? Dạ rõ. Rõ rồi. Tiểu Y đâu? Nó đi làm việc rồi. Hàng thứ tư. Này, hàng bốn mắt. Nhìn mày lạ vậy, làm gì đấy? Tôi đến mua cái kia, bộ đồng. Để cứ bán cho nó. Anh làm gì đấy? Hàng bốn mắt này. Nhìn đi, có phải cậu muốn học theo nó không hả? Không, cậu muốn học nó hít ma túy, hít đến mức ốm như que củi đúng không? Không, cậu hít một lần là đi luôn cả đời đấy. Nghe đây, đừng để tôi biết cậu quay lại đây mua hàng, cũng đừng để tôi biết cậu đi chỗ khác mua, nếu không tôi đánh gãy chân cậu, biết chưa? Dạ rồi, cầm tiền về đi. Chạy đi. Anh Hào, sao có tiền mà không kiếm vậy? Chúng ta ra đời lăn lộn, chúng ta ra đời lăn lộn. Con muốn cắt nó không? Dạ được đây bố. Được, qua đây để bố chỉ cho. Ngay chính giữa. Thông minh lắm. Em trai thông minh quá. Mẹ, con muốn ăn lòng đỏ trứng. Anh Chính. Anh khỏe không? Tết Trung Thu vui vẻ. Chào anh, chào anh. Gặp anh thật vui. Anh Chính, mời ngồi. Hôm nay là Tết Trung Thu. Tôi cố tình mang bánh Trung Thu đến biếu anh. Còn nữa, rượu ngon. Tôi không thể nhận mấy thứ này được. Tôi là nhân viên công vụ. Anh Chính, hôm nay là Tết Trung Thu mà. Bánh Trung Thu thôi, anh nhận đi. Như vậy đi. Tôi chỉ nhận hộp bánh này thôi. Những thứ khác anh cầm về đi. Cảm ơn tâm ý của anh. Anh Chính, lần trước anh giúp tôi vẫn luôn để trong lòng. Thật ra tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để báo đáp anh. Không cần khách sáo đâu. Cho bọn nhỏ, không được, cứ giữ đi, tôi không thể nhận tiền của anh được. Không sao đâu, anh làm vậy là có ý gì? Tôi không nhận đâu. Chút lòng thành, đừng khách sáo. Tôi đã nói tôi không nhận tiền của anh rồi mà. Hào, bây giờ anh ăn mặc đẹp, tiền bạc dư giả. Nói đi, có phải gần đây anh ở bên ngoài bán hàng trắng cho siêu béo không? Nói đi.
kế mưu sinh thôi. Anh không nhận cũng không sao. Các đồng nghiệp đã nói hết cho tôi rồi. Để tôi nói anh nghe, nghiêm chính tôi làm cảnh sát 20 năm nay chưa từng tham ô một cắc bạc nào, cho nên tôi tuyệt đối sẽ không nhận những đồng tiền dơ bẩn của anh đâu. Cầm hết tòa của anh, về ngay cho tôi. Anh Chính, anh không đi đúng không? Vậy tôi đi. Trên đời này có người tham tiền, có người không. Anh Chính thuộc dạng không tham tiền, anh đừng để tâm. Tôi tham tiền đấy, có tiền thật là tốt. Đúng rồi, anh Lạc. Lần trước anh bảo anh top mỡ cho tôi mượn tiền, sẵn đây tôi trả cho anh ấy luôn. Như đây thôi à? Tính cả vốn lẫn lãi chắc anh phải trả dài dài. Anh cứ cầm lấy đi, xem như tiền cọc. Khi nào tôi cần anh thì anh đến. Tôi nhất định sẽ đến. Anh nói đấy, tôi hứa. Cảm ơn anh Lạc. Tôi hứa. Ôi lợi hại, anh Siêu lợi hại thật. Lợi hại quá anh Siêu. Uống dạ ly này đi. Lần trước thật xin lỗi. Anh em tốt, nói thật nhé. Có cậu giúp tôi đúng là như hổ thêm cánh. Cạn ly. Đi theo anh tốt mà, theo anh tốt mà. Nào, tiếp nữa. Này này, lái mau lên một chút. Muộn rồi, đi đón chị dâu đấy, mau lên. Mẹ, con đói bụng quá. Chúng ta sắp đến rồi đúng không? Sắp đến rồi con. Bố ở bến tàu chờ chúng ta đấy. Đại ca, hình như phía trước là cảnh sát đường thủy. Thuyền cá đằng trước nghe rõ. Chúng tôi là cảnh sát đường thủy Hồng Kông. Các anh mau tắt động cơ thuyền và tiếp nhận kiểm tra. Có cảnh sát đến, mau chạy ra đường thuyền. Xuống nước, mau lên. Khó chịu quá. Con khó chịu quá. Khó chịu quá. Chúng mày đang làm gì ở đây? Anh ta hỏi gì vậy? Không biết nữa. Bắt quả tang rồi nhé. Cứu với. Đừng có kêu nữa. Cứu với. Cứu với. Cứu với. Của vợ tôi đấy. Mày dám động vào người tao à? Cứu với. Cứu với. Anh Hào, anh chết chắc rồi. Mà anh xem này, có vết son này. Không phải chứ, mày chơi tao à, đồ quỷ. Anh tưởng em không biết anh với nhỏ kia làm gì trong nhà vệ sinh nhá. Thank you.
Tại sao lại như vậy? Tại sao lại chết người rồi? Tôi phải đưa họ về nhà. Tại sao lại chết người rồi? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại trở nên như vậy? Tại sao? Tại sao hả? Tại sao? Sáu tháng sau, gấu xám và cờ búp bê càng ngày càng quá đáng. Mới đây vừa tổ chức đánh nhau có vũ khí, bây giờ lại bày trò đánh du kích. Gần đây chết 20 mấy người, bị thương 50 mấy người. Cấp trên la lối om sòm. Vậy cấp trên có ý gì? Buôn ma túy ngon quá trời ngon. Quay thành một đống nhầy nhạt, sao mà ăn được? Anh muốn đổ nó, rửa sạch sẽ rồi bắt đầu lại từ đầu à? Ý của tôi chính là như vậy. Nên thật sự nhổ tận gốc rễ, chả phải thằng siêu béo sẽ độc chiếm hết à? Nếu siêu béo ngoan ngoãn nghe lời thì để nó một phần. Tìm hai người thế chỗ của gấu xám và cường búp bê, có nghĩ tới người nào chưa? Vinh lăng nhăng thì sao? Mày là ai? Quả nhiên anh em tốt. Gấu xám đi phố chùa đánh bạc, còn cậu ra đây tiếp đãi chị dâu. Mày muốn gì? Mày làm gì đấy? Gấu xám chỉ là một thằng liều, không có đầu óc nên dễ đối phó. Nhưng cường búp bê là cháu ngoại Đinh gia, nguyên lão ở thành trại. Đụng đến nó, chỉ sợ cả khu Cửu Long sẽ náo loạn. Để tôi đến thành trại trò chuyện với Đinh gia. Không được, không được, nguy hiểm lắm. Anh cứ đi như vậy, lỡ đâu chúng lật mặt thì sao? Hay là tìm Hảo giúp đỡ đi. Vợ cậu ta vừa mất, không nên làm phiền lúc này. Cũng đúng, từ sau khi vợ mất, anh ta cũng hóa điên rồi, thành một tên phế nhân, ngơ ngác ngày qua ngày, không trông mong gì được ở anh ta đâu. Thằng thứ ba. Thằng chết yểu. Mày coi lời chúng ta là gió thổi bay đấy à? Không có, hay đầu óc mày không dùng được? Có, lần trước tao nói gì với mày hả? Không được mua, không được mua. Tao đã cấm mày đến đây cơ mà, nếu không tao sẽ đánh gãy chân mày. Sao mày ngu ngốc vậy hả? Sao ba thằng kia đi chung với nhau? Một hớp là được rồi, xin anh đấy, anh uy. Đứng lên. Mày lấy hàng đúng không? Dạ, dạ. Đi nghe xem thằng đầu cọ đó nói cái gì. Dạ, đi. Và tôi làm việc, anh cứ yên tâm. Chỉ cần thằng đó dám một mình bước vào đây thì tôi dám làm thịt nó. Đơn giản vậy thôi. Thường ngày người của Đinh gia tin nhất là bởi TV2.2. Tôi đảm bảo anh sẽ không thấy mặt Lôi Lạc nữa. Xong rồi. Phải dùng cái này thật đấy à? Được rồi, chắc vậy. Anh làm như đi đánh giặc vậy. An toàn một chút vẫn tốt hơn. Không phải gì thì đại cát đại lợi. Có việc cũng không đến nỗi tổn thương đến gần cốt. Hành động nhanh một chút nhá, cảm ơn. Cái gì vậy? Súng đấy. Tôi biết cái này là súng, vậy cái này là gì? Đây là súng bắn tín hiệu, thấy không ổn thì nổ súng ngay, tôi nhìn thấy sẽ xông vào liền. Được, anh nói sao thì nghe vậy. Anh Lạc, tôi nhắc lại lần nữa, có việc gì thì phát tín hiệu, chúng tôi sẽ lập tức xông vào.
Người của cường búp bê quay về thành trại hết rồi, mang theo vũ khí. Và bên anh siêu cũng mang rất nhiều người vào đó. Tôi có hẹn với Đinh Gia, cảnh sát trưởng Lôi. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Cha cậu bữa cho tôi ngon đấy, ai cũng khen nức nở. Nếu các bác các chú thích thì ngày nào tôi cũng biếu. Mời lên trên nói chuyện. Được. Xin lỗi, tránh đường, tránh ra một chút. Cảnh sát trưởng Lôi, chúng ta bắt đầu được rồi. Được, cậu à. Đám cảnh sát này suốt ngày chỉ biết kiếm trác lợi lộc, cậu phải cẩn thận đấy. Mày im mồm. Cúi xuống. Từ trước đến nay, thành trại chúng ta và bên ngoài nước sông không phạm nước giếng, cũng chưa ai dám thay đổi quy tắc này. Mày và Cấu Sáng ở bên ngoài quậy tung cả lên. Bây giờ cảnh sát Lôi tự mình đến đây đòi tao giao người. Mày nói tao nghe xem, tao phải làm sao? Anh Hào, lối ra vào hội quán của Đinh Gia đều bị phong tỏa rồi, không ai vào trong được. Các vị, tôi muốn thay đổi người quản lý thành trại. Con không có làm, cậu ơi. Không có. Mày tưởng tao không biết gì hết à? Mày phá vỡ quy tắc thì mày nên biết sẽ có kết cục ngày hôm nay. Cảnh sát trưởng Lôi, việc đổi người tôi sẽ làm rõ ràng. Đuổi theo. Đừng chạy, đứng lại. Lôi Lạc giết Đinh Gia rồi, đúng không? Phải, Lôi Lạc giết Đinh Gia rồi. Phải, Lôi Lạc giết Đinh Gia rồi. Nghe rõ cho tao, không cho đứa nào thoát ra hết. Đứng lại. Đứng lại. Bên này, đứng lại, đứng lại cho tao. Bên này, đứng lại. Ở bên này.
lạc, anh lạc, tôi, Hào đây. Hào, tôi làm rơi súng bắn pháo hiệu rồi, tôi không báo cho bên ngoài được, nhanh chạy, chạy. Ở bên này, đuổi theo. Chạy nhanh. Tới đây, tới đây. Anh Hào, anh không giúp được anh ta được. Không phải việc của cậu. Nè mà tôi, được chứ, nè mà tôi đi. Tránh ra, tránh ra. Đừng manh động, đứng lại. Đứng qua đây. Thằng nào dám qua đây, tôi giết thằng đó. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Tới đây. Tới đây. Chúng ta ra đời lăn lộn thì phải nói nghĩa khí, lôi lạc. Đừng cứu tôi trước mặt bọn anh khốn kiếp. Nên tôi phải báo đáp anh ấy. Đường có thể mòn, nhưng ân nghĩa không mòn. Bố mẹ các cậu có dạy không? Có không? Có không? Hôm nay nếu có cậu tha cho anh Lạc, Hào tôi nhất định sẽ báo đáp ân nghĩa này. Báo đáp cái gì? Giết chết chúng nó. Trời ạ, à, pháo hoa thôi mà, có phải đạn tín hiệu đâu. Bên kia. Ngu Malia, tới đây, tới đây. Mày cũng tới đây. Bộ trượt con, tới đây. Kéo nó lại. Mày cũng có ngày hôm nay. Thằng khốn, tao tin tưởng mày như vậy. Mày đã phản bội tao. Phản tao mày. Tôi là anh hùng à? Cho mày toại nguyện. Phản tao hả? Phản tao hả? Cho mày là anh hùng này. Oh!
Cảnh sát à? Gấu búp bê. Anh Lạc. Anh Lạc. Anh Lạc, anh sao rồi? Anh Lạc. Tôi đưa anh đến bệnh viện. Hào, biết rồi, anh Lạc. Canh chữ anh Lạc. Vâng, sếp. Ôi trời, sao lại ra nông nỗi này? Anh ấy mất nhiều máu quá, lập tức chuyển 100cc máu. Tương đối bệnh nhân bị gãy một nửa, chạy khớp xương đầu gối. Xem ra phải giúp anh ấy cắt chỉ. Cho dù giữ lại được cái chân thì cũng phải đi khập khiễng suốt đời, trở thành một người què. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đây. Anh thấy tôi đánh gãy chân thằng Hào hồi nào? Mấy túi hàng này xoát ở trong xe của anh, xe của anh đấy. Anh muốn chơi tôi à? Tôi còn phải mời anh uống trà sữa từ Pháp nữa. Đây, uống đi. Đừng có lấy mấy cái chiêu này ra nữa, sẽ chết người đấy. Tôi muốn đùa như vậy đấy. Tối nay anh ở đây qua đêm, đã một đến mức vật vã xả đất. Tôi xem anh có chịu khai ra không? Vậy chúng tôi đi trước nhé. Này, này, này. Tôi nhận. Tôi nhận. Nhớ lời tôi nói, chỉ cần là những gì tôi có, anh sẽ có một nửa. Thiên hạ này chia làm đen và trắng. Tôi làm chủ bên trắng, anh làm chủ bên đen. Anh em với nhau, tôi nói với anh điều này. Hồng Kông mà bây giờ anh nhìn thấy đều do người Anh quản lý. Cho dù là tôi, anh cũng có thể giết, nhưng tuyệt đối không được giết cảnh sát người Anh. Nhịn được. Thì thiên hạ này chính là của anh em chúng ta. Các vị ở Texas, chúng tôi không có hoàng tộc. Nữ hoàng của Vương quốc Anh sẽ đến đây nhân dịp cúp nữ hoàng. Nếu chúng ta thắng cuộc đua này, chúng ta sẽ có cơ hội hôn tay nữ hoàng. Thế cho nên chúng ta nhất định sẽ thắng cuộc đua này. Đến lúc đấy, sếp đây sẽ là người oai phong nhất rồi. Gà lớn nhỏ lo vụ này. Dạ nhân gia. Tốt lắm. Anh ta là ai? Anh Hào.
Nhân gia, này, ăn mặc bảnh trai vậy, đi chụp ảnh chút đi. Đâu có, bạn của tôi có con ngựa, hôm nay phải thi đấu. Tôi đến học hỏi chút thôi. Đó là con ngựa nào nhỉ? Long đàm lão thứ. Long đàm lão thứ thế nào? Là chuột à? Con ngựa què đó y như cậu. Chuột nó cũng chạy thắng được sao? Cuộc đua này, ngựa số 1, uy chấn thiên hạ của sếp tôi, chắc chắn sẽ thắng. Được được, cảm ơn. Này, mà đi đặt cược thêm tiền thôi. Con ngựa cuối cùng vào làn là con ngựa số 4. Tất cả ngựa đã vào vị trí. Nhan đồng, cạn ly vì chiến thắng. Chuẩn bị vì chiến thắng. Bây giờ sau khi mở làn, xong trận đầu tiên là con uy chấn thiên hạ. Con đang đuổi theo từ bên ngoài. Uy chấn thiên hạ. Tiếp đó là trí tôn thần câu và đại thành công. Theo sát ngay sau đó là mã ngựa phát tài. Thêm áp chót là tấp hồng. Long đàm lão thứ là con cuối cùng. Và đứng thẳng rồi dẫn đầu vẫn là uy chấn thiên hạ. Đây là con ngựa yêu thích sắc thắng rồi. Long đàm lão thứ bỗng nhiên chạy ra riêng ngoài, điên cuồng xông lên. Không, chạy nhanh lên. Lần này long đàm lão thứ là ngược thế to rồi. Được rồi, sắp cả đích rồi. Về nhất là long đàm lão thứ. Về nhìn là uy chấn thiên hạ. Mày ông làm cái trò gì thế? Dám ăn kiểu gì vậy? Là sao? Nghe đây, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Anh có biết mỗi tháng tôi kiếm được bao nhiêu tiền không hả? Thua sạch rồi. Sẽ phải làm sao đây? Câm miệng lại. Này Nhan gia. Món tiền của anh hình như không đáng tin cho lắm. Cũng may tôi đặt cược thêm vào con ngựa của tôi. Thằng què chết tiệt, mày phá hỏng chuyện tốt của tao. Tôi biết anh đã mua chuộc hết 11 tên nài ngựa. Tôi chỉ mua một tên thôi. Là thằng nài ngựa cho anh đấy. Đứa nào nói què thì không thể thắng hả? Thương nhân Ngũ Thế Hào, Long Đàm Lão Thứ đã vươn lên đạt giải nhất, giành được cúp nữ hoàng. Anh Lạc, tôi nhớ lại những lời năm xưa anh nói khi anh giơ 5 ngón tay của tôi lên. Đúng là anh không lừa tôi. Bây giờ tôi đi ngủ cũng sẽ cười đến mức tỉnh giấc. Kiếm tốn một chút. Đương nhiên. Làm người phải biết tự hài lòng với những gì mình có. Cho anh một tràng pháo tay. Nhưng mà... phải cẩn thận với cậu Hào. Mấy năm nay anh ta không tuân theo quy tắc cho lắm, tốn không ít tiền để mua chuộc người của hai bên hắc bạch. Anh ta còn cài khá nhiều nội gián trong cơ sở cảnh sát, chỗ của chúng ta cũng có. Nếu có chuyện này xảy ra trong vòng 15 phút, anh ta biết hết cả rồi. Anh ta làm vậy chắc chắn có ý đồ. Anh Lạc, coi chừng anh nuôi ong tay áo đấy. Kinh doanh ma túy không đáng để chúng ta mạo hiểm như vậy. Hai nguồn cung cấp hàng không đủ, chúng ta phải tăng gấp đôi. Phải có 4 nguồn cung hàng, như vậy chúng ta mới không phải mạo hiểm. Tôi cảm thấy chưa chắc được, tôi không quan tâm. Không được cũng phải làm cho được. Anh Hào, lơ lạc bảo tóc mỡ đi đón siêu béo ra tù. Làm anh em thì phải tin tưởng nhau chứ. Lần sau đừng nói anh Lạc như vậy nữa. Vâng. Chúc mừng nhá anh Lạc. Cảm ơn. Anh Lạc, chúc mừng anh được thăng chức làm tổng thám trưởng người Hoa. Cũng như anh Hào giúp đỡ. Chúc mừng tổng thám trưởng. Chút lòng thành mong anh nhận cho. Anh Vinh, anh Hào. Chị dâu, cứ tưởng là tiệc tùng lớn gì, em làm tóc mất cả buổi trưa. Ngày nào em chả đi làm tóc, bớt nói chút đi. Chị dâu, chị về trước đi. Đùa với tôi đấy à? Không nghe anh Lạc nói gì à? Bảo em cút đi. Biết. Anh Vinh, nào, ngồi đi. Vâng. Hào, qua đây. Đây là hoa hồng. Cô ấy ở Đài Loan và Thái Lan làm ăn khá lắm. Giúp tôi chăm sóc cô ấy nhé. Hoa Hồng, chào cô. Qua đây, tôi có việc nói cho anh.
Hôm nay là ngày trọng đại của tôi, nên nể mặt tôi nhé. Được, chắc chắn rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên anh ta được thả. Những chuyện trước đấy cứ tạm gác qua một bên. Qua đêm nay, tôi không quản nữa, được không? Anh Lạc, anh nói được là được. Đúng đấy, anh Hào. Làm người thì đừng có nhỏ mọn, rộng rãi một chút. Nhìn anh bây giờ ăn mặc sang trọng, ngay cả cây ba tông trông cũng phú quý hơn người. Tôi bây giờ đi bộ cũng chả nhanh bằng anh đâu. Bớt nói chút đi. Xin lỗi. Được người rồi, trên mặt trượt nhé. Được đấy. Tôi thấy gần đây, kinh tế Hồng Kông càng ngày càng tốt. Nhu cầu đánh bạc, thằng chẳng, mại dâm càng ngày càng nhiều. Tôi thấy cũng đến lúc tổ chức lại rồi. Xem coi có bao nhiêu sòng bài để bán hàng trắng ổ mại dâm này kia. Chỉnh đốn lại sẽ dễ quản lý hơn. Nói đến buôn ma túy, bọn người anh muốn chia đảo Hồng Kông thành hai phần, Cửu Long và Tân Giới thành hai phần. Chia như thế nào? Bên ngoài Tây Hoàn thì của Hoa Hồng, được không? Con bé này là ai? Sao lại chia một nửa địa bàn của tôi? Lấy của thằng Hào chia cho nó đi. Chia Tân Giới cho anh ta à? Anh Hào, chuyện lúc trước tôi cũng đi tù 2 năm rồi, xem như hòa. Ván bài trước mặt mày, mày còn lo chưa xong, sao mà quản mối làm ăn lớn như vậy? Thằng kia, sao mày biết bài mày ăn tao? Biết chứ, tao không phải thua chắc, tao ăn mày. Tôi không chơi nữa, cô qua chơi tiếp đi. Nóng này vậy, không giống phong cách của anh. Hy vọng hôm nay mọi người nhớ điều này. Anh Lạc cho ai ăn thì người đó có cái để ăn. Anh Lạc không cho ăn thì không ai được ăn cả. Xin lỗi, tôi thắng rồi. Trùng hợp vậy. Chia địa bàn ra làm bốn là ý kiến của bọn người Anh. Hào, tôi mong anh hiểu cho. Hồng Kông bây giờ vẫn do bọn người Anh nắm quyền. Vẫn là câu đấy. Anh Lạc nói thế nào thì cứ vậy. Được. Cạn ly, cạn ly, cạn ly, cạn ly. Mày điên rồi à? Thằng khốn. Mày nổi điên cái gì đấy? Cái chân của tao mày tính sao? Anh Lạc, anh Lạc, nếu không phải nể anh Lạc, tối nay tao đã xử mày rồi. Cút đi. Mày xéo đi. Mày cút ngay cho tao. Sáng sớm ngày mai, tôi phải đến trường xem con tôi biểu diễn. Xin lỗi, tôi đi trước. Hiểu mà. Anh Lạc, cứu tôi với. Ngồi xuống trước đã. Ta đưa mày đi khám bác sĩ. Anh Lạc, cứu tôi. Nhặt lỗ tai lên, nhặt lỗ tai lên. Được, được, được. Chị Sầu nấu cháo bào ngư ngon không? Ngon. Chắc chắn ngon hơn anh của em nấu. Thằng quỷ, chị đã dùng hết mười mấy con bào ngư để nấu đấy. Sao thằng Bình lâu vậy còn chưa xuống? Em đang học ở trong phòng, để anh đi gọi nó. Tiểu Uy, tôi tận nhờ mày mua giúp đâu rồi? Đây này. Chị Sầu, anh Hào bảo em mua cây bút bằng vàng làm gì vậy? Sắp tới chẳng phải sinh nhật âm lịch của thằng Bình sao? Ngu đần, thằng ngu đần. Mày thật sự rất ngu đần. Chuyện gì vậy? Mày có biết nó làm gì không hả? Nó chích ma túy đấy. Mày nhìn đi.
Nhìn cái mặt nó đi. Mày nhìn cái mặt của nó đi. Tao không đụng tới ma túy. Tao không cho người nhà tao đụng vào. Vậy mà bây giờ mày lại đi chơi ma túy. Anh dựa vào cái gì mà quản em? Cả Hồng Kông này người bán ma túy nhiều nhất là anh đấy. Anh làm cho cả ngàn người bị nghiện. Dạy nói với em mấy câu này, anh có thấy giả tạo không? Mày nói gì? Thằng ngu đần. Mày nói gì? Đúng, tao bán ma túy. Tao không bán ma túy kiếm tiền thì mày cặp đất mà ăn rồi. Người ta tự mình sa đoạn, tao quản không được. Mày thì không thể. Anh bán thì em hút, anh không bán thì em không hút. Mày nói gì? Nghe lời chị dâu đừng nói nữa. Chứ không phải chị dâu của tôi. Chị dâu của tôi chết rồi. Mày nói gì hả? Đừng mà, anh Hào, đừng mà. Bỏ tay ra. Mày nói gì? Bỏ tay ra. Chạy mau đi, chạy mau. Thằng em ngu ngốc. Đem nó nhốt lên lầu cho đến khi nó cai nghiện thì mới thả nó ra. Chúng mày thả tin ra ngoài cho tao. Nói với bọn nó, đứa nào bán ma túy cho em tao, tao chặt tay chặt chân đứa đấy. Còn nữa, để tao biết được bọn mày đưa hàng cho nó thì khỏi làm anh em nữa. Biết rồi, nghe rõ rồi. Anh bớt giận đi mà. Anh Lạc, có tin xấu. Sao? Hiền phức rồi, tướng quân John Chai ở khu tam giác vàng vừa đột quỵ chết. Bây giờ ra tên Tiamat tiếp quản. Anh Mỡ, anh Hào, anh Lạc chờ anh lâu lắm rồi. Bây giờ Tiamat đã tiếp nhận nguồn cung cấp hàng trắng của toàn bộ châu Á. Anh Lạc muốn mau chóng đàm phán. Nếu không, không quá 3 tuần, cả Hồng Kông sẽ đứt hàng. Tôi mời anh đi Thái Lan một chuyến. Hoa Hồng sẽ đi với anh. Tôi tìm được đường để đàm phán với tướng quân Piamas. Anh tin tưởng tôi vậy sao, anh Lạc? Chả lẽ tôi tin siêu béo? Chia địa bàn làm 4 là ý kiến của bọn người anh. Bọn họ lo sợ một mình anh nắm chùm hết, không điều khiển được anh. Đợi tôi đàm phán thành công trở về, tôi sẽ là người nắm chùm. Anh không sợ sao? Sợ chứ. Nhưng tôi càng sợ thằng siêu béo với thằng Vinh giành miếng ngon trước. Bangkok, Thái Lan. Chào anh. Anh Hào. Chào anh Hào. Đã lâu không gặp. Chuyện nhỏ như vậy sao đích thân anh phải đi chứ? Vào đây ngồi, vào đây ngồi. Mời. Nhìn cái gì? Rồi. Ôi, ông Thái. Làm ăn tốt quá nhỉ. Nếu không nhờ anh Hào, tôi đâu có ngày hôm nay. Ngồi đi, ngồi anh em. Anh Hào, từ ngày tướng quân John Chai chết, tam giác vàng loạn hết cả lên. Tên tướng quân Piamas đấy còn khó chơi hơn cả John Chai. Hắn ta đuổi sạch mấy nhà cung cấp khác. Bây giờ tôi vẫn chưa thể tiếp cận hắn ta. Hãy cho tôi thêm chút thời gian. Mấy ngày trước Vinh lăng nhăng với thằng siêu cũng đến tìm tôi. Tôi bảo tôi nói đi chết đi. Tôi chỉ làm ăn với anh Hào thôi. Đừng có nói mấy chuyện này nữa. Tối nay thư giãn một chút, đi massage rồi nói. Mày có biết làm ăn quan trọng nhất là gì không? Quan trọng nhất là nói lời phải giữ lấy lời. Vinh lăng nhăng cho mày bao nhiêu tiền? Thằng khốn. Mày láo lắm. Tới đây. Tới đây.
Chúng mày đứng lên. Khốn kiếp, chuẩn bị chạy. Mày nghĩ cách chờ chúng ta từ trước rồi đúng không? Tìm nhiều người như vậy đến đây để chào đón tao. Tao là Vũ Thế Hào. Có gan thì chúng mày ra tay xem. Đuổi theo, giết bọn nó, xếp. Đừng con nhìn. Không sao, không sao đâu. Có anh ở đây. Không sao. Không sao. Không sao. Không sao. Có anh ở đây. Không sao. Anh Hào, đưa em về nhà. Đưa em về nhà. Mày có Bồ Tát phù hộ. Không sao đâu. Không sao đâu. Anh đây. Đừng cho bà ngoại biết. Được, được rồi. Tiểu Uy. Tiểu Uy. Chúng mày, thằng khốn kiếp, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, tao giết mày. Sống chết có số, phú quý do trời. Thằng què chết tiệt này vậy mà cũng không chết. Đến tam giác vàng anh xem nó chết thế nào. Thật sự phải cảm ơn Lôi Lạc quyền bởi TV để cho đến san sẻ về làm ăn ở Hồng Kông với anh. Nếu không anh cũng chẳng có cơ hội tiếp cận em. Chẳng phải nó có một người chị dâu rồi sao? Có em rồi, anh còn cần cô ta nữa sao? Em còn chưa đồng ý đâu đấy. Chỉ cần em ngoan ngoãn phục vụ anh thì người làm đại ca là anh. Giao cả tính mạng cho em cũng chẳng hề gì. Tam giác vàng. Dừng bước. Tướng quân, họ tới rồi. Chào tướng quân Piamas, tôi là Ngũ Thế Hào. Hôm nay rất vui được gặp anh. Hôm nay tôi có mang một số thuốc men cho quân đội của anh và cả Shigakuba hảo hạng nữa.
Qua đây đi. Mời ngồi. Mời ngồi. Thao que, các nhà anh từ nơi xa đến, muốn lấy hàng của tôi. Anh cho tôi một cái giá. Tướng quân, anh thật mau lẹ, vào thẳng vấn đề. Tướng quân John Chay ngày xưa lấy của tôi 3.500 đồng một ký. Bây giờ tôi tăng thêm cho anh 400 đồng, là 3.900 đồng một ký. Anh thấy sao? 3.900 à? Có người ra giá 6.000 một ký rồi. 6.000 à? Cái tên ra giá 6.000 bị điên đúng không? Thị trường này sao bán giá đó được? Không thể nào. Học què. Bây giờ anh nói gì cũng vô ích. Người ta đã mang tiền cọc đến tôi. Vinh lăng nhăng, thằng này ra giá 6.000 à? Vậy mày chết là đúng rồi. Mày có nhiều tiền như vậy để đưa người ta sao? Thằng này bán đứng tôi, ngày mai nó cũng sẽ bán đứng anh. Anh không nên làm ăn với hạng người như vậy. Thao que, tôi là người biết giữ lời. Tôi đã bảo nếu tướng quân hợp tác với tôi, anh chắc chắn sẽ hài lòng. 3.900. Mày giờ trò sau lưng tao à? Mày tưởng đây là Hồng Kông à? Ở đây là Thái Lan. Trả giá với tao. Mày chết đi. Bố ơi, có nhiều anh trai đưa con và mẹ đi cưỡi ngựa gỗ. Khi nào bố mày đến chơi à? Xin anh, bán cho em một chút. Tránh ra đi. Xin anh. Để xem cái thằng bé đó làm gì. Mang nó qua đây chơi một chút. Anh của mày thả tin nói, đứa nào bán hàng cho mày thì chặt tay, chặt chân. Ra đây cho mày được. Em sắp chết rồi đây. Mày chết còn hơn là tao chết. Em xin anh, em cầu xin anh. Có chuyện gì? Nó mới lấy hàng. Đi theo tao. Cảm ơn anh. Qua đây đi. Anh siêu, nó đến rồi. Anh siêu. Muốn gì hả em trai? Em muốn lấy hàng. Mày muốn bay à? Được thôi, không thành vấn đề. Ồ, nhìn mày kia. Lên cơn nghiện hả? Nước miếng, nước mũi thi nhau chảy. Cái bộ dạng của nó bây giờ còn vui hơn xem Tân Mã Tử diễn hí kịch nữa. Nó chính là em trai của Hào Què à? Chơi đùa với nó một chút. Chơi! Phải, em trai. Anh siêu là người có nghĩa khí nhất. Nhóc muốn hàng thôi chứ gì, không thành vấn đề. Mọi người thân nhau quá rồi, đừng tính chuyện tiền bạc. Mày uống với anh một ly, anh cho mày. Cảm ơn. Tốt. Chơi. Chơi. Đúng rồi. Gắp thêm đá cho mày kìa, uống lạnh luôn nha nhóc. Tốt với mày chưa? Nước cam mới ép luôn nhá. Sao hả? Đã quá. Mày nhìn đi, người nước ngoài có khác, cho ra cả một ly đầy luôn. Em trai, ngoan ngoãn uống nó đi. Uống hết đi, hàng ở đây, anh cho mày hết. Sướng lắm nhá, thăng thiên luôn nhá.
Uống nước tiểu, uống nước tiểu, uống nước tiểu. Tới đây mày cứ coi như nước giải khát đi nào. Uống nước tiểu, uống nước tiểu. Đúng rồi, ngoan, qua đây, ngoan. Uống nước tiểu, uống nước tiểu, uống nước tiểu. Mà mày chết đi. Mà nó qua đây. Thằng danh con. Kéo nó ra. Anh Hào, bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói đầu của em ấy bị thương nặng, có khả năng sẽ trở thành người thực vật. Cho dù có tỉnh lại thì trí não cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi đã bảo thằng này đừng đụng đến mấy thứ đó rồi. Tôi đã bảo nó đừng đụng rồi. Hào, Hào, tôi sẽ giải quyết siêu béo. Siêu béo là gì? Học về Hunter mới đáng chết. Nó đối phó tôi thế nào, tôi có thể không tính toán. Nó đụng tới em trai tôi nhất định sẽ giết cả nhà nó. Anh không thể giết cảnh sát. Đó còn là cảnh sát anh nữa. Anh đối địch với người anh, chúng ta đấu không lại họ đâu. Sao mà đấu không lại? Bây giờ hàng ở Hồng Kông đều nằm trong tay tôi. Toàn bộ cảnh sát Hồng Kông đều do tôi nuôi. Chỉ cần tôi nói một tiếng, đốt luôn cả trụ sở cảnh sát còn đổ nữa là. Anh Hào, đừng manh động, có gì từ từ nói. Anh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút đi. Được. Anh có biết tại sao lại ra nông nỗi này không? Anh có biết chúng ta không phải thiên hạ vô địch không? Anh có biết tại sao chúng ta phải làm nhiều chuyện xấu như vậy? Bọn người anh cũng không đụng tới chúng ta không? Đó là vì mỗi việc chúng ta làm đều tuân thủ nguyên tắc. Anh có biết ranh giới của chúng ta là gì không? Anh vượt qua ranh giới rồi, biết không hả? Anh muốn giết cảnh sát, chính phủ anh sẽ không tha cho chúng ta đâu. Đến lúc đó người chịu khổ không chỉ có mình hai chúng ta. Anh em chúng ta phải làm sao? Người nhà chúng ta phải làm sao? Anh có biết mình đang nói gì không hả? Anh Lạc, có biết không hả? Lôi Lạc, anh nói mấy câu nhảm nhí này. Nói tình nói lý với tôi à? Không được giết bọn người anh. Anh làm con trai nuôi của nữ hoàng anh từ lúc nào vậy? Anh qua đây. Qua đây. Người nằm trong đó là em trai tôi. Nếu nó là con trai anh thì sao? Tôi sẽ không giết cảnh sát. Anh Hào, mình nôn ra máu rồi. Gọi bác sĩ đi, mau gọi bác sĩ. Điều anh lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Đóng cửa lại trước. Sau đây là tin tức đặc biệt. Thống đốc Hồng Kông, ông Mark Lehos tuyên bố sẽ thành lập ủy ban độc lập chống tham nhũng, chuyên đả kích hành vi tham ô hối lộ của nhân viên công chức và các tổ chức cá nhân. Ngài Jack Carter sẽ đảm nhận chức vụ chuyên viên của ủy ban chống tham nhũng. Trước mắt, ủy ban đã chiêu mộ số lượng lớn nhân viên, đồng thời họ tuyên bố sẽ không tuyển những cán bộ công chức hiện đang tại chức. Tin tức đặc biệt đến đây kết thúc. Ủy ban chống tham nhũng chắc chắn chỉ là một con cọp giấy thôi. Trước đây tổng bộ cũng đã từng thành lập một bộ phận phản tham ô. Ủy ban chống tham nhũng kết quả thế nào? Chẳng qua là chia thêm cho họ một phần thôi. Bố con không nghĩ như vậy, có thấy hình như họ làm thật đấy. Bố không tin họ sẽ bắt hết toàn bộ cảnh sát tham ô ở Hồng Kông. Vậy thì chị An ở Hồng Kông biết dựa vào ai đây? Giao cho thành trại à? Đương nhiên rồi.
Ngày mai tôi sẽ bay qua Tây Ban Nha. Tôi xem họ có bắt được tôi trở về không. Người Anh ấy à, mời người hết 9 người tham nhũng. Bị ủy ban chống tham nhũng điều tra, tổng giám đốc sở cảnh sát Peter Cover đã bỏ trốn. Người dân yêu cầu chính phủ mau chóng bắt Cover về quy án. Anh có phải là người chuyên đi thu tiền nhà cho cảnh sát trưởng Lôi Lạc không? Cái gì mà thu tiền nhà? Tôi là chủ cho thuê. Mỗi tháng anh tập trung tất cả số tiền thu được, sau đó chia ra phát cho từng cảnh sát sở cảnh sát đúng không? Anh nói rõ chút xíu có được không? Tôi chả hiểu anh đang nói gì cả. Thám trưởng Nhan, anh có 16 tài khoản ở ngân hàng Hồng Kông. Anh còn đứng tên 22 căn hộ, 7 chiếc siêu xe, trong đó bao gồm một chiếc Rolls Royce, 2 khách sạn. Tiền lương hàng tháng của anh là 3.200. Anh giải thích thế nào? Tôi thích đánh bạc, lại khá may mắn, lần nào chơi cũng thắng. Tôi có cả biệt danh là Thánh Cờ Bạc đấy. Sớm nay có mấy người tự xưng là người của Ủy ban chống tham nhũng, muốn mời bố về hợp tác điều tra. Bố rất kích động, làm cho bệnh tim đột phát. Bố, Ủy ban chống tham nhũng không phải là cọp giấy. Ngay cả bố mà bọn chúng cũng dám đụng đến. Lạc, chạy đi, dẫn Tuyết Nhi và mấy đứa nhỏ đi đi. Muộn chút nữa thì không thoát thân được đâu. Tạm muộn vậy anh Lạc. Vâng, tôi qua đây nói với anh một tiếng. Tôi đệ đơn từ chức rồi. Ngày mai tôi đi Canada. Chúc thượng lộ bình an. Anh đi chung với tôi đi. Anh không vì mình thì cũng vì Tình và hai đứa nhỏ. Anh nửa đêm đến đây là muốn nói với tôi chuyện này à? Tôi biết anh không vui. Ngồi đi. Thôi được rồi. Những gì tôi làm trong 2 tháng nay, anh không vui lắm đúng không? Anh cài bom vào xe hắn ta, tôi cho người ngăn lại. Anh phục kích ở sở cảnh sát, tôi bảo người đưa hắn ta đi. Anh có biết tại sao không? Nếu có cảnh sát anh nào chết, cả tôi và anh đều phiền phức. Anh có hiểu không? Tôi nhận được tin, 2 tuần nữa, Ủy ban chống tham nhũng sẽ đụng đến tôi. Đến lúc đó, Nhan Đồng sẽ ngồi lên ghế của tôi. Không có tôi, không ai giúp được anh cả. Anh phải hiểu, tôi là vì muốn tốt cho anh. Anh vì muốn tốt cho tôi. Tôi là một thằng què. Là do anh đấy. Là anh em đâu thể tính toán như vậy được. Tôi đã làm rất nhiều thứ. Anh đừng có quên, chính anh bảo tôi đi Thái Lan. 2 thằng em uy nhỏ của tôi bị người ta giết chết. Thằng em nuôi tôi bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Nó thành người thực vật rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này. Tôi đâu phải thần thánh. Đâu phải cái gì tôi cũng kiểm soát được. Câu này anh nói đúng đấy. Không phải cái gì anh cũng kiểm soát được. Sống chúng ta không kiểm soát được, chết chúng ta cũng không kiểm soát được. Giữa sống và chết tôi kiểm soát được. Tôi có thể đi con đường mà tôi chọn. Tôi nói được là được, nói tới nói lui. Ý anh là vì anh cứu tôi mà hại cả đời mình chứ gì? Mạng của tôi ở đây này, nổ súng bắn tôi đi. Một phát bắn chết tôi đi, không sao cả. Bắn đi. Được thôi. Anh tốt với tôi vì anh đã không cả gián điệp bên cạnh tôi. Hoa Hồng, bỏ súng xuống. Nói cho anh Lạc biết em tên gì.
Tôi tên Hoa. Con bé tên Hoa là do tôi nuôi lớn đấy. Tôi đưa nó sang Thái Lan, Đài Loan để huấn luyện, để một người tài giỏi như vậy ở bên cạnh anh. Thám trưởng Lôi, tao có thể không tận dụng đúng không? Hay lắm. Biến một bé gái ở khu ổ chuột Cửu Long bị cha đẻ ngược đãi thành hoa hồng của ngày hôm nay. Lợi hại. Nhưng anh đừng tưởng tôi không biết. Anh có biết nhắm một mắt mở một mắt là gì không? Cài một gián điệp bên cạnh tôi. Anh có xem tôi ra gì không? Còn tôi thì sao? Nếu không phải hoa hồng ở bên cạnh anh, tôi đã chết từ 8 kiếp rồi. Dành lại, anh Hào. Chị Tịnh, hai đứa nhỏ không chịu ngủ, cứ đòi anh lên với chúng. Được rồi, những gì nên nói cũng đã nói rồi. Vậy thôi đi. Tối nay anh làm tôi giận lắm. Hoa, tiễn anh Lạc ra ngoài. Không cần. Tôi muốn thử cảm giác không có gián điệp ở bên cạnh. Trông chừng họ. Cho anh hai viên thuốc giảm đau. Cẩn thận. Không phải gặp nhau ở sân bay à? Xảy ra chuyện lớn rồi. Tối nay Hào muốn sửa Hunter. Ông xã. Gọi cho chính ngay đi. Đây là chứng cứ tham ô của thằng Hunter. Bảo chính ra cho ủy ban chống tham nhũng. Được, tôi biết rồi. Anh Lạc, chỉ vậy thôi à? Anh không còn gì dặn dò tôi nữa à? Thậm chí tao còn không biết những việc như vậy là bất hợp pháp. Nghe đây, tất cả chúng mày đã bị bắt rồi, bảo tao không cần làm nữa. Tốt, Peter, mày quyết định dẫn chúng ta đi đâu? Tao muốn đi số 50. Jeff, lái xe cẩn thận, nếu không tao sẽ bắt mày. Được, cứ thử bắt đi. Không cần lo lắng. Này, hai cái xe đó định làm gì? Cái gì? Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lái xe. Đúng vậy, lái xe, nhanh lên, chạy. Bỏ ta xuống. Ta sẽ giết mày, ta sẽ bẻ gãy cổ mày. Thả chúng ta xuống mau. Thao. Xuống đâu? Cái gì? Trong cốp xe à? Cốp xe. Thao, thả chúng ta xuống. Tội tay chết tiệt. Ở Hồng Kông vừa tham lam vừa ăn cướp. Hồng Kông của chúng mày đấy à? Của chúng tao. Mau ra khỏi đây. Mày chết chắc rồi.
Mày tưởng mày thoát tội được à? Mở cửa, mở cửa. Mày thả chúng ta ra ngay, nếu không. Không được, không được. Jeff, mở cửa, mở cửa, dậy đi, dậy ngay, mau rời khỏi đây, cửa bên kia rồi, cửa bên kia. Trời ơi, đến giờ đen tội rồi, Hunter. Đưa xuống cho tao. Lên xe. Chắc súng. Em tên gì? Em tên Hoa. Bên này. Đợi đã. Có đội chống bạo động. Tôi muốn phong tỏa chỗ này. Dạ thưa sếp. Tao chỉ còn lại một thằng em là mày thôi. Mày chạy càng xa càng tốt cho tao. Không. Sao còn chưa chạy? Tao đã bảo mày chạy đi mà. Có phải ngay cả nghe lời mày cũng nghe không? Mày thì tao bắn mày một phát không? Chạy đi!
Con phải muốn giết tao à? Chạy nhanh vậy làm gì? Đừng có chạy. Thôi chạy nhanh vậy à? Đi đồ mẹ. Mở cửa ra. Mở cửa ra đi. Chúng tôi nhận được lệnh phải vào thành trại bắt một tên tội phạm Ngũ Thế Hào. Người chúng tôi đang ở bên trong làm nhiệm vụ rồi, không ai được phép vào. Ai nói đấy? Tôi hỏi cậu, ai nói? Tổng thám trưởng Nhan Đồng, ngày mai mới có hiệu lực. Trước 12 giờ đêm nay tôi vẫn là tổng thám trưởng. Kể cả Hàn tôi cũng không cản được. Tránh ra. Khốn kiếp, đáng chết. Anh Lạc, để lại một chỗ cho tôi. Kiếp sau tôi vẫn muốn đi theo anh. Anh Lạc. Mày từ nơi nào đến? Thì cút về nơi đó đi. Hao que. Fuck. Cho mày chết.
Bỏ xuống xuống. Anh theo tôi ra ngoài. Đừng mà. Hào. Hào. I'm a British police officer. Thằng que. If you do, it'll make me a fucking hero. Mày phải sợ chúng tao. Thằng nhà quê. Đất nước của tao. Và tao đã xây dựng vùng đất này. Và tao đã khai sáng cho chúng mày. Không có tao, mày vẫn chỉ là một thằng nhà quê. Thao. Sống chết có số. Hào, anh đừng ép tôi. Các anh chị em ở bên cạnh chúng ta, bởi vì chúng ta mà chết hết không còn một ai. Anh nổ súng bắn chết nó, cũng không thể cứu sống được họ. Để lại một cơ hội cho chính mình. Để lại một cơ hội cho hai đứa con của anh. Để lại một cơ hội cho tình. Vậy hãy giết tôi đi.